Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chi 4.000 tỷ dựng kịch bầu cử, giờ bùng phát dịch bệnh, Nguyễn Phú Trọng trở thành tội đồ. Bầu cử Việt Nam là một vở kịch, đã bầu cử còn cơ cấu. Tất cả 500 đại biểu Quốc hội đã được Đảng cơ cấu và Mặt trận Tổ quốc thông qua 3 lần tại hội nghị hiệp thương chốt danh sách. Một Quốc hội với hơn 95% là đảng viên Đảng Cộng sản và không hề có đối lập, không có cạnh tranh thì tổ chức bầu cử để làm gì? Người dân Việt Nam trong suốt 76 năm nay đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho ngu muội. Người dân lớn lên dưới mái trường xã chủ nghĩa, rồi khi đủ tuổi, công dân bị ép đi bầu một cách cưỡng bức mà họ không hiểu gì về bản chất của bầu cử. Mỗi người dân cầm lá phiếu, chọn người rồi bỏ vào hộp phiếu mà không biết những con người trên là phiếu đó cho ai, như thế nào. Dưới chế độ của Đảng Cộng sản, người dân chỉ được đưa ra bản tóm tắt tiểu sử của đại biểu một cách sơ sài, rồi bắt dân bầu mà dân không hề biết người mà mình bỏ phiếu kia họ có cam kết vì mình hay không. Thực ra, những lá phiếu của người dân dù gạch bỏ hết những người trong phiếu đấy thì họ vẫn trúng cử. Bầu là việc của người dân, còn cho ai trúng cử là quyền của Đảng. Người dân đi bầu, ứng viên là người của Đảng và Đảng tự kiểm phiếu, thì ai biết được việc kiểm phiếu kia đúng hay sai, minh bạch hay là bị đánh tráo. Đây là hình ảnh bầu cử chỉ là vở kịch vô nghĩa tại Việt Nam. Thực tế, Đảng có thể chỉ định đại biểu Quốc hội, rồi họ thành đại biểu và tự họp lại với nhau bàn các công chuyện. Điều đó cho thấy vở kịch bầu cử là không cần thiết. Được biết, để tổ chức bầu cử trong một ngày thôi, thì Đảng đã chi tiêu hết gần 40.000 tỷ đồng tiền thuế của người dân đóng góp. Một con số rất lớn trong lúc này. Bầu cử Quốc hội là vở kịch mà người dân không muốn diễn. Họ bị ép diễn mà chi phí lại là tiền của dân phải bỏ ra để cho Đảng diễn. Vở kịch này, Đảng có thể vứt đi nhưng Đảng đã không làm. Đảng buộc người dân phải diễn để che lấp một bộ mặt độc tài của chế độ. Trong Quốc hội mới, người dân không hề có tiếng nói nào cả. Vậy thì cần gì lập nên Quốc hội? Đảng bất chấp sinh mạng người dân, vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, mạng xã hội cảnh báo về cuộc họp bầu cử không cần thiết vì trong mùa dịch, Đảng buộc người dân đi bầu, nghĩa là xem thường sinh mạng người dân. Một vở kịch vô nghĩa mà Đảng xem còn giá trị hơn cả sinh mạng người dân, thì hàng ngày Đảng rêu rao khẩu hiệu nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, để làm gì cơ chứ? Đây là hình ảnh vở kịch bầu cử tốn gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế của người dân đóng góp. Được biết hiện nay dịch đang bùng phát nghiêm trọng và chính quyền phải vất vả chống đỡ. Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Nếu dịch bùng phát thì đó là lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải ai khác. Được biết chiều ngày 27 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện khác, các phòng khám đa khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tình hình khẩn cấp đến mức ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm ngưng dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu, tạm dừng hoạt động của các nhà hàng và khách sạn trong khách sạn. Các nhà hàng ăn uống phải ngưng hoạt động. Cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay hoặc iBird cũng không được nhận khách mới từ 0 giờ ngày 28 tháng 5. Và cũng tại Hà Nội cũng nguy cấp không kém. Cũng trong ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu người dân không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố. Không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm, bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Các chuyến bay đón công dân hồi hương và chuyên gia nước ngoài sẽ tạm thời không hạ cánh ở Tân Sơn Nhất do diễn biến của dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và khoảng 90.000 công nhân tại Bắc Ninh và 150.000 công nhân tại Bắc Giang đang có nguy cơ lây nhiễm cao và chính quyền đang phải cố gắng mua vaccine trích cho nhóm công nhân này trước để hạn chế bùng phát. Bộ Y tế thông báo ca tử vong số 46 liên quan đến COVID-19. Bệnh nhân từng được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Và nếu dịch bùng phát như Ấn Độ thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Đây là câu hỏi được đặt ra.
Nhiều đợt dịch trước, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dập dịch thành công. Ngoài nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền còn có yếu tố may mắn. May mắn là lượng người nhiễm chưa vượt sức chịu đựng của hệ thống y tế Việt Nam. Nếu vượt qua, hiện tượng dịch bùng phát sẽ như thác lũ và không thể nào dập nổi. Ngay cả quốc gia có trình độ y tế cao như Mỹ mà còn không kiểm soát nổi khi gặp cảnh dịch bùng phát như thác lũ, thì Việt Nam làm sao có thể dập dịch cho được, và khi đó mạng người dân lơ lửng. Từ nay cho đến khi có vaccine đại trà thì không thể nói trước được điều gì, Việt Nam vẫn có thể bị bùng phát dịch bệnh bất kỳ lúc nào. Từ khi bầu cử, dịch phải chờ một thời gian ủ bệnh thì sau đó mới bùng phát, người dân cũng đang hết sức lo sợ và theo dõi tình hình rất sát sao và diễn biến ngày một nóng lên. Tình hình nguy cấp đến mức chiều ngày 27 tháng 5, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng chống dịch hiện nay. Tại hai tỉnh này, dịch đang bùng phát khá mạnh. Sức người thì có hạn, mà cơn dịch khi bùng phát thì nó phát triển đến vô hạn. Dùng tiền dân diễn kịch rồi làm cho dân nhiễm bệnh thì đúng là tội lớn không gì bằng. Đây là hình ảnh COVID đang diễn biến hết sức nguy cấp. Công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ của chính phủ, còn ban bí thư ra chủ trương nhưng vẫn cứ xem quyền lợi của đảng mà ra quyết định, còn quyết định có ảnh hưởng gì đến dân thì đảng cũng chẳng quan tâm. Câu hỏi đặt ra là nếu như sau bầu cử dịch bệnh bùng phát như Ấn Độ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Trước hết, nói về tập thể thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm, còn nói về cá nhân thì ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm đứng đầu. Chính ông là người đứng đầu đảng mà xem vở kịch vô nghĩa cao hơn sinh mạng của người dân cả nước. Và vở kịch đã làm người dân mất gần 4.000 tỷ đồng thay vì dẹp vở kịch bầu cử, dùng số tiền đó mua vaccine, tiêm ngừa cho người dân thì còn có ích hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đảng không bao giờ làm như thế cả, vì từ bao nhiêu năm nay đảng vẫn xem mạng người dân như cỏ rác. Những gì thuộc về quyền lợi của dân, đảng không quan tâm. Đảng chỉ quan tâm tới những gì thuộc về quyền lợi của đảng mà thôi. Và lãng tí phí tiền dân nhưng lại xin tiền dân để mua vaccine tiếp tục. Được biết vào ngày 27 tháng 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Theo như báo chí thông báo, thì đợt phát động lần này nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục góp tiền cho đảng và nhà nước mua vaccine chống dịch. Tiền ngân sách thì họ dùng tới 4.000 tỷ đồng để tổ chức bầu cử vô nghĩa, trong khi đó mà không để tiền đó mua vaccine. Việc mua vaccine cứ như là không phải là trách nhiệm của nhà nước này vậy. Và tham dự lễ phát động này cũng lại toàn là những khuôn mặt to như Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, v.v. Và cuối lễ phát động, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã khoảng 4.000 tỷ đồng tiền thuế của dân cho điều vô nghĩa, nhưng khi dân cần vaccine thì lại bảo dân quyên góp đóng tiền cho đảng. Ngoài ra, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV còn tổ chức quỹ Chung một tấm lòng để quyên góp tiền từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc ủng hộ kinh phí để mua vaccine. Thực ra, mua vaccine từ tiền quyên góp thì nói cho cùng, việc mua vaccine đấy cũng chỉ là người dân đóng góp cho người dân có vaccine, chứ nhà nước có trích ngân sách lo cho dân đâu. Nhà nước chỉ là kẻ trung gian đứng ra quyên góp rồi mua vaccine mà thôi. Đấy là chưa nói đến vấn đề phải minh bạch trong việc tổ chức gây quỹ này. Tiền qua tay Mặt trận Tổ quốc thì người dân không tin tưởng. Tiền quyên góp thì nhiều mà chi ra cho người dân không được bao nhiêu. Nó giống như việc cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung trong những ngày mưa bão vừa qua vậy. Và cũng đã đến lúc người dân phải hỏi trách nhiệm của đảng ở đâu mà dùng tiền ngân sách cho việc làm vô nghĩa. Còn việc trích ngừa, tiêm vaccine cho người dân thì để dân lại tự xuất tiền lo cho bản thân của mình như vậy. Câu hỏi cũng là câu trả lời. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức xem dân, không có chút trọng lượng gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 với bản tin chi 4.000 tỷ đồng dựng kịch bản bầu cử. Giờ bùng phát dịch bệnh, Nguyễn Phú Trọng
trở thành tội đồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.